Nhìn vào kiệt tác nghệ thuật này, đừng vội kết luận đó là kim tự tháp nha. Đây chính là tòa nhà chung cư cực kỳ nổi tiếng tại Côn Sơn, Trung Quốc. Với mô hình y hệt kỳ quan của Ai Cập cổ đại, chung cư ấy đã trở nên vô cùng nổi tiếng, thành một địa danh thu hút khách du lịch ở khắp nơi trên toàn thế giới. Với tầng cao nhất chỉ có duy nhất một căn nhà, phòng này được ví như phòng tổng thống của các khách sạn cao cấp. Nhiều cư dân mạng đùa rằng người ở tầng cao nhất chỉ có thể là vị tổng tài lắm tiền nhiều của, tuy bá đạo nhưng lại sống hướng nội. Và các bạn có tò mò về quá trình hình thành phát triển cũng như sự thật thú vị xoay quanh tòa kim tự tháp bá đạo này không? Ngay bây giờ hãy cùng tìm hiểu qua video dưới đây. Trước khi đến với những điều thú vị xung quanh khu chung cư mang đậm tính nghệ thuật này, hãy cùng lướt qua một chút về Côn Sơn, địa điểm tòa kim tự tháp ấy thuộc về. Được biết Côn Sơn, tỉnh Giang Tô là thành phố cấp quận có sức mạnh kinh tế mạnh nhất ở Trung Quốc và thị trấn Hoa Kiều là một thị trấn bên cạnh Thượng Hải. Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ như vậy, không khó để những vị kiến trúc sư đại tài quyết định đặt những viên gạch đầu tiên tại đây và bắt đầu tạo ra bản thiết kế vĩ đại mang tên khu chung cư kim tự tháp. Để nói về độ hoành tráng và công phu của tòa kim tự tháp này, không còn mỹ từ nào có thể mô tả bằng hai từ ảo diệu. Với cách bố trí tầng lầu tạo hiệu ứng 3D hình khối vô cùng ấn tượng, nếu có dịp đến Tô Châu, chắc hẳn bạn sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội đến tham quan những ngôi nhà ở chung cư độc nhất vô nhị ấy. Độ cao tổng lên đến 100m, cấu tạo thành phần chính bao gồm khu phức hợp 3 tòa nhà, chung cư kim tự tháp và thêm 2 tòa nhà khác có lối kiến trúc tương tự, nằm riêng biệt. Cả ba tòa nhà này đều nhô và nghiêng về hai phía, với 18 tầng xếp chồng lên nhau. Các đơn vị tòa nhà về cơ bản có diện tích từ 30 đến 60 mét vuông, với chiều cao 4,8 mét. Ngay từ khi được hoàn thành vào năm 2013, kiến trúc này đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý. Theo tờ Daily To Yao, kiến trúc sư của tòa nhà kim tự tháp này có tên là Mao Hude, người Nhật gốc Hoa, từng theo học kiến trúc sư nổi tiếng ở Nhật Bản Kazusei Sakamoto, đồng thời cũng là người sáng lập Master Architectural Office. Mahude đã làm việc trong ngành hơn 30 năm và sống ở Nhật Bản 10 năm. Ông đã tự tay tạo ra vô số tòa nhà mang tính bước ngoặt. Và tòa nhà kim tự tháp thú vị và độc đáo này thực sự chứa đựng ý tưởng thiết kế vô cùng độc đáo của Mahude, đó là quan tâm đến mọi người. Khi nhìn vào tòa chung cư, át hẳn chúng ta đều nghĩ rằng ý tưởng chính được lấy từ kim tự tháp cổ đại của Ai Cập. Có thể đó là câu trả lời hoàn chỉnh chính xác. Nhưng theo Master Architectural Office, đơn vị thiết kế chính, hình thù độc lạ của tòa nhà này lấy cảm hứng từ những thủa rộng bậc thang truyền thống ở Trung Quốc và một phần từ môn nhảy vượt địa hình parkour. Parkour, một hoạt động mạo hiểm được giới trẻ Trung Quốc yêu thích, cũng là điểm cảm hứng hình thành tòa nhà này, vì kiến trúc sư thiết kế công trình cho biết thêm. Với địa hình lạ mắt, các bạn trẻ ham mê bộ môn parkour có thể thỏa sức chạy nhảy trên những bức tường gồ ghề nằm sát nhau. Sau vài năm, nơi đây trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội và thu hút thêm rất nhiều bạn trẻ khắp thế giới đến chinh phục. Thử thách vượt mọi giới hạn của bản thân với bộ môn parkour cũng là mục tiêu mà những nhà thiết kế hướng đến khi xây dựng tòa chung cư này. Đây là một nước đi đầy khôn ngoan và táo bạo. Bởi như thế, kim tự tháp ở Côn Sơn đã nắm trong tay tệp khách hàng riêng biệt cực kỳ đông đảo và sẽ còn tăng dần theo thời gian. Một sự đảm bảo chắc chắn về riêng mảng phát triển du lịch tại Côn Sơn. Và để hoàn thành mục tiêu ấy, thì ngoài sự đẹp mắt, yếu tố an toàn khi xây dựng cũng được đặt lên hàng đầu. Chính vì thế khi thi công, khoảng cách giữa những tầng đều được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo độ chắc chắn, cũng như tính thẩm mỹ dù nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa. Tất cả 18 tầng chung cư kim tự tháp tạo thành khối Lego xếp chồng lên nhau với độ dốc là 45 độ. Chính điểm đặc trưng này mà dù đi từ xa, bạn cũng dễ dàng nhìn thấy một cách rõ nét nhất. Nhiều người đến đây vì hiếu kỳ, một số lại xem tòa chung cư như một địa điểm sống ảo để tạo ra những bức ảnh siêu thực. Hình khối đẹp mắt cũng nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn, nhất là giới top top. Việc tạo ra clip ngắn, content theo kiểu cảm giác như đang ở Ai Cập, hay có điều kiện hơn là làm hẳn cú nhảy thời gian, chuyển từ kim tự tháp pha ke sang hàng rêu, hút rất nhiều lượt tương tác. Đó là về góc nhìn của những du khách, những cậu ấm cô chiêu vì tò mò tới Côn Sơn và cũng chỉ để chiêm ngưỡng cũng như sống ảo. Rõ ràng trải nghiệm của họ là chưa đủ để nói lên sự tuyệt hảo từ bên ngoài lẫn bên trong của tòa chung cư ấy. Vì thế, nhà đài Trung Quốc không ít lần phỏng vấn trực tiếp những người dân đang sống tại chung cư kim tự tháp để cho ra cái nhìn chính xác nhất và đã có ý kiến như thế này.
Chia sẻ từ ông Hoàng, chủ nhân của một trong những căn hộ bên trong tòa chung cư ấy. Vì mỗi căn hộ được thiết kế có sân thượng rộng rãi nên tôi cực kỳ thích. Những vị khách khé thăm nhà cũng hay chọn ngồi ngoài ban công hoặc sân thượng. Lý do là vì nó đã tạo ra cảm giác thư giãn và dễ chịu. Nhiều người còn nói rằng đây sẽ là địa điểm hấp dẫn cho một bộ phim viễn tưởng. Không giống như hầu hết tòa nhà có vẻ ngoài kỳ lạ được sử dụng làm văn phòng kinh doanh và khách sạn. Vì hình dáng đặc biệt nên tòa chung cư ở Côn Sơn chỉ phục vụ đúng một mục đích duy nhất trên giấy tờ, đó chính là làm nhà ở. Nhưng còn ước muốn sâu xa hơn mà nói thẳng ở đây là phát triển lĩnh vực du lịch thì chắc chúng ta phải tự hiểu với nhau. Bởi giới Chopu không có điền điều đó vào danh mục mục tiêu chính thức. Ngoại trừ tầng trệt chủ yếu là cửa hàng, các tầng trên về cơ bản đều là căn hộ. Và có thể bạn chưa biết, không phải tự nhiên các nhà thiết kế phải dày công suy nghĩ cũng như đổ rất nhiều tiền bạc, mồ hôi và cả xương máu trong quá trình xây dựng. Hình dạng của kim tự tháp không chỉ làm tòa nhà trở nên thẩm mỹ hơn, thành luôn biểu tượng của Côn Sơn, mà nó khiến cho toàn bộ tòa nhà có thể tận hưởng đủ năng lượng ánh sáng mặt trời. Nếu xét về mục đích thiết thực thì đây mới chính là điều tuyệt vời nhất mà tòa kim tự tháp mang lại cho người dân. Khi mọi nhà đều có thể tận dụng tối đa nguồn năng lượng mặt trời, Trung Quốc sẽ được hưởng lợi khi tiết kiệm nguồn điện không nhỏ. Trong tình hình tuy đã có sự kìm hãm về gia tăng tần số, như hiện nay, một bộ phận không nhỏ đến từ người dân, đến từ chung cư Côn Sơn, giảm tải điện năng từ bình nóng lạnh, cũng giúp cho các nhà lãnh đạo Trung Hoa bớt khá gánh nặng. Sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật là như vậy, nhưng cái gì độc đáo quá đôi khi cũng đi kèm với những bất lợi, bất khả kháng. Chẳng một ai dám đả kích công trình vĩ đại tại Côn Sơn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, khi nhìn vào kiệt tác nghệ thuật đó quá lâu, nhiều người đã phản hồi lại, dễ rơi vào trạng thái chóng mặt và đau mắt. Mà cảm giác quay cuồng như trong mơ hồ ấy không dễ chịu một chút nào. Nguyên nhân là do hiệu ứng 3D ảo được tạo ra từ những khối nhà xếp chồng lên nhau. Chúng ta đã quá quen nhìn vào những kiến trúc phẳng nơi các tòa nhà khác, não bộ hình thành nên thói quen ấy. Chính vì vậy khi phải tiếp nhận với một thứ hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại, mắt cũng như hệ thần kinh lại cần thời gian để thích nghi. Cho nên khi nhìn quá lâu, khách du lịch dễ rơi vào trạng thái hoa mắt và buồn nôn. Một số cư dân mạng khác còn có ý kiến cho rằng loại tòa nhà kim tự tháp này rất xui xẻo, bởi vì bản thân kim tự tháp là một ngôi mộ và sống ở đó có thể sẽ không mang lại may mắn. Số khác còn cho rằng có quá nhiều ban công ở đây, chắc tôi sẽ bị lạc trong khu này mất. Dẫu sao đó cũng là một chút choáng ngợp với vẻ đẹp quá đỗi huyền ảo từ tòa chung cư kim tự tháp từ Côn Sơn. Nhìn chung, địa danh độc đáo này vẫn rất hấp dẫn trong mắt nhiều người, đặc biệt là đối với các nhiếp ảnh gia. Từ khi nhiều người biết tới, nơi đây đã thu hút nhiều khách du lịch từ Tô Châu, Thượng Hải và các thành phố lân cận khác đến thăm và chụp ảnh. Đương nhiên nhờ thế mà ngành du lịch tại Côn Sơn nói riêng và Trung Quốc nói chung đã phát triển vô cùng mạnh mẽ.